Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Liên quan đến việc trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, huyện Đông Anh, Hà Nội bất ngờ ra quyết định dừng đào tạo với học sinh Nguyễn Ngọc Hương sau khi phụ huynh của em này là ông Nguyễn Đăng Bằng có ý kiến về chương trình lớp chất lượng cao. Ông Bằng cho biết nhà trường thông báo nếu muốn rút học bạ để chuyển trường khác, phụ huynh phải làm đơn gửi về trường. Ngày 13 tháng 8, đại diện gia đình ông Bằng đã mang đơn theo mẫu đến trường để xin rút học bạ. Riêng phần lý do, gia đình ông Bằng ghi rõ nguyên nhân xin rút học bạ để chuyển trường do nhà trường ra quyết định dừng đào tạo. Tuy nhiên, bộ phận văn phòng của trường trung học phổ thông Ngô Quyền đã từ chối nhận đơn này vì lý do không hợp lệ. Ông Bằng bức xúc chia sẻ, bộ phận tiếp nhận hồ sơ yêu cầu viết lý do là tự nguyện xin rút hồ sơ học bạ của con để chuyển sang trường khác vì bộ phận này chưa nhận được quyết định dừng đào tạo của nhà trường chuyển xuống. Tuy nhiên, gia đình tôi không tự nguyện cho con nghỉ học ở trường mà do nhà trường đơn phương ra quyết định trước, tôi mới phải chuyển con sang trường khác. Về nội dung này, ông Lê Ngọc Hoa, tránh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin và sẽ nhanh chóng xác minh thông tin xử lý vụ việc này. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Quốc Toản cũng thông tin thêm, Sở đã yêu cầu Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền báo cáo về sự việc này. Đại diện vụ giáo dục trung học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, về nguyên tắc, học sinh đã được tuyển sinh vào trường, dù trường tư hay trường công đều được đảm bảo các quyền về học tập, không thể có chuyện vì vấn đề với phụ huynh mà dừng đào tạo học sinh. Trường trung học phổ thông công lập hay tư thục thì vẫn thuộc hệ thống quản lý chung của các Sở Giáo dục và Đào tạo. Việc tuyển sinh cũng như chuyển trường cho học sinh đều phải tuân thủ các quy định, quy chế, điều lệ nhà trường, không thể có chuyện ai thích làm gì thì làm một hiệu trưởng trường trung học phổ thông ngoài công lập tại Hà Nội cũng cho rằng việc phụ huynh hỏi về chương trình đào tạo, chất lượng đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường là điều thường gặp, nhất là các mùa tuyển sinh. Vị này nói, trước khi quyết định cho con theo học ở một môi trường hay chương trình nào, phụ huynh đều tìm hiểu rất kỹ các thông tin này. Khi đó nhà trường có nhiệm vụ giải thích, giới thiệu cho phụ huynh hiểu và tin tưởng. Trước đó, ngày 10 tháng 8 năm 2024, ký thay hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, huyện Đông Anh, Hà Nội là ông Nguyễn Như Tuân đã ký đóng dấu quyết định dừng đào tạo đối với học sinh Nguyễn Ngọc Hương, con gái ông Nguyễn Đăng Bằng. Trong quyết định này, lý do dừng đào tạo là nhà trường không đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu đào tạo theo yêu cầu của phụ huynh học sinh. Thời gian dừng đào tạo là từ ngày 10 tháng 8 năm 2024. Ông Nguyễn Đăng Bằng cho biết Ngày mùng 7 tháng 7 năm 2024, hội cha mẹ học sinh lớp 11A5 được ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Ngô Quyền mời đến trường trao đổi về định hướng tổ chức lớp 12A5 chất lượng cao năm học 2024-2025. Ban giám hiệu nhà trường chỉ nói chung chung về định hướng của lớp chất lượng cao và có đề nghị phụ huynh chúng tôi làm đơn đăng ký cho con em mình vào lớp chất lượng cao. Chúng tôi rất ủng hộ chương trình này của nhà trường và đã làm đơn đăng ký cho con mình. Tuy nhiên Do còn một số vấn đề vẫn thắc mắc nên hội phụ huynh học sinh có đề nghị tôi thay mặt lên lịch hẹn gặp với nhà trường để trao đổi cụ thể. Sau 2 tuần ban giám hiệu nhà trường mời tôi đến để làm việc, trước các câu hỏi ban phụ huynh chúng tôi đưa ra thì thầy Tuân trả lời rất vòng vo và liên tục nhấn mạnh về việc nếu phụ huynh nào thấy môi trường này không phù hợp thì chuyển con sang môi trường khác. Kết thúc buổi làm việc, thầy Tuân không ký vào biên bản làm việc và có nói là sẽ báo cáo lại nội dung làm việc ngày hôm đó với hội đồng nhà trường và sẽ trả lời lại các câu hỏi của phụ huynh học sinh vào buổi làm việc tiếp theo. Đến ngày 10 tháng 8 năm 2024, khi trao đổi trực tiếp, Chủ tịch Hội đồng trường Đồng Xuân Hưng nói rằng những câu hỏi đưa ra là không tin tưởng nhà trường và không tôn trọng giáo viên. Ông Nguyễn Đăng Bằng cho rằng việc quyết định dừng đào tạo với học sinh là không đúng luật và không đúng tiêu chí của ngành giáo dục. Trong khi ông Đồng Xuân Hưng, Chủ tịch Hội đồng trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, huyện Đông Anh, Hà Nội khẳng định Nhà trường không đuổi học sinh mà chỉ thông báo dừng đào tạo đối với học sinh để cháu chuyển sang một ngôi trường khác học. Chủ tịch hội đồng trường Ngô Quyền cho rằng trường rất yêu quý học sinh, muốn đào tạo đạo đức cho học sinh nhưng cũng qua học sinh muốn dạy lại đạo đức phụ huynh. Mới đây, Bộ Công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đang điều tra vụ án hình sự giả mạo trong công tác đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn, địa chỉ số 205C Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, trực thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Giáo dục và Dạy nghề 3T, thành phố Hồ Chí Minh và một số đơn vị địa phương liên quan. Bước đầu, cảnh sát xác định từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 4 năm 2023, Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn đã lập 935 hồ sơ đăng ký đào tạo lái xe, gọi tắt là báo cáo 1 và được Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai xác nhận việc đào tạo đối với 63.458 học viên. Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn dạy lý thuyết thực hành không đúng quy định, giao cho các cá nhân ngoài xã hội không có chức năng tự đào tạo lái xe và hợp thức hóa hồ sơ người học là do Trung tâm đào tạo. Sau đó, Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn đã cấp chứng chỉ sơ cấp nghề cho 39.021 học viên trái quy định để phục vụ yêu cầu điều tra, đảm bảo quyền lợi của người học lái xe Cơ quan cảnh sát điều tra đề nghị toàn bộ người học lái xe ô tô các hạng B1, B2, C từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 4 năm 2023 tại trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn khẩn trương liên hệ làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, phòng 7 C03 Bộ Công an. Địa chỉ liên hệ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội để phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, giải quyết quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Bộ Công an cho hay trường hợp người học lái xe không liên hệ làm việc hoặc có đơn đề nghị giải quyết quyền lợi gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ căn cứ tài liệu thu thập tại Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn và Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai để xử lý. Vụ án này được khởi tố vào tháng 4 năm nay, quá trình điều tra C03 đã khởi tố bắt tạm giam ông Hồ Đình Thái Hòa, giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn về tội giả mạo trong công tác và đưa hối lộ, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Thị Bích Thỏa, cựu phó giám đốc phụ trách phòng đào tạo trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn về tội đưa hối lộ, khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Mỹ Nhân, phó trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai và chuyên viên Nguyễn Nhân Cường cùng về tội nhận hối lộ. Cựu phó giám đốc phát triển thị trường trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn, giám đốc công ty cổ phần đầu tư giáo dục nghề nghiệp K27 Đặng Thái Hân bị khởi tố, tạm giam về tội giả mạo trong công tác. Chiều 14 tháng 7, Ban Nội chính Trung ương tổ chức họp báo thông báo kết quả phiên họp thứ 26 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thông báo kết quả phiên họp, ông Nguyễn Hữu Đông, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, phiên họp thứ 26 đã thảo luận cho ý kiến ban nội dung, trong đó có báo cáo tình hình kết quả thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Theo đó, từ đầu năm 2024 đến nay, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức vì vấn đề phát sinh chưa có tiền lệ, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo và sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cùng sự nỗ lực, cố gắng phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả của các cơ quan chức năng công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh quyết liệt, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tăng cường, củng cố thêm niềm tin của nhân dân. Công tác kiểm tra giám sát, thanh tra, kiểm toán tiếp tục được đẩy mạnh, xử lý nghiêm minh các sai phạm, gắn với xử lý trách nhiệm chính trị người đứng đầu, tạo bước đột phá mới trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. 6 tháng đầu năm 2024, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 308 tổ chức đảng, 11.005 đảng viên, tăng 34 tổ chức đảng và 1.055 đảng viên so với cùng kỳ năm 2023. Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 47 cán bộ diện Trung ương quản lý ngành thanh tra, kiểm toán tập trung thanh tra, kiểm toán những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực và các chuyên đề, vụ việc theo chỉ đạo của ban chỉ đạo. Qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính 71.431,6 tỷ đồng và 24,9 hecta đất, kiến nghị xử lý hành chính 856 tập thể, 3.862 cá nhân, tăng 72 tập thể, 950 cá nhân so với cùng kỳ năm 2023. Cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử thi hành án tiếp tục được phát huy. Theo ông Nguyễn Hữu Đông, từ đầu năm đến nay, cấp có thẩm quyền đã xem xét cho thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, bố trí công tác khác đối với 14 cán bộ diện trung ương quản lý và 172 cán bộ diện cấp ủy địa phương quản lý về trách nhiệm người đứng đầu hoặc liên quan các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực. Trong đó có 5 ủy viên bộ chính trị một ủy viên ban bí thư và bốn ủy viên trung ương đảng. Công tác điều tra, truy tố, xét xử được chỉ đạo tiến hành mạnh mẽ, quyết liệt, nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương được chỉ đạo xử lý nghiêm minh theo đúng phương châm xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.